Kính thưa quý vị, hệ vận động bao gồm các bộ phận là xương, khớp, sụn, đóng vai trò thiết yếu quan trọng trong việc vận động và sinh hoạt hàng ngày của cơ thể mọi người. Thế nhưng vì điều kiện thời tiết, bên cạnh đó là cơ thể ngày càng lão hóa theo thời gian, tuổi tác ngày càng cao, không có chế độ luyện tập thể dục đúng mức và chế độ bồi dưỡng bằng việc ăn uống điều độ, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ vận động bao gồm xương, khớp, sụn sẽ gây cho chúng ta rất nhiều vấn đề về xương, về sụn, về khớp như là thoái hóa khớp, đau khớp, rồi viêm khớp. Chính vì vậy, đó là một vấn đề quan ngại đối với tất cả mọi người chúng ta. Vậy, làm cách nào quý vị có thể bảo vệ và giữ gìn được hệ vận động của mình một cách hiệu quả và tối ưu nhất? Ngày hôm nay trong chương trình mua sắm này, chúng tôi mang đến cho quý vị một bộ sản phẩm chất lượng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Canada. Đó chính là một bộ bao gồm 3 hộp viên uống sụn cá mập đến từ thương hiệu Đức nổi tiếng Bell Shark Cartilage. Đây là một bộ 3 hộp mà mỗi hộp gồm 100 viên và mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn, 990.000 đồng. Quý vị đã tiết kiệm rất nhiều so với giá thị trường là 1.575.000 đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, trong chương trình mua sắm này, khi quý vị sở hữu sản phẩm sẽ được tặng ngay một bộ quà tặng khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và có mức giá lên đến 290.000 đồng, bao gồm một hộp viên uống nhân sâm nhung hu linh chi. Và bên cạnh đó còn có thêm 10 chai hồng sâm nước nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn với sản phẩm chất lượng này quý vị nhé. Kính thưa quý vị, đây là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Canada, nên khi quý vị sử dụng chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và để đảm bảo được điều đó, chúng tôi cũng đã dán từng con tem chứng nhận nhập khẩu trực tiếp trên sản phẩm. Quý vị quan sát và chú ý đây là tem chứng nhận là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Canada. Như vậy thì khi quý vị sở hữu sản phẩm này, chúng ta có thể yên tâm để chăm sóc bản thân của mình, cũng như đây là những món quà tặng thiết thực cho ông bà, cho người thân. Không chỉ thế, chúng tôi còn là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, độc quyền phân phối và giấy chứng nhận chất lượng. Kính thưa quý vị, sau khi sở hữu sản phẩm này, kết hợp với chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý, chắc chắn quý vị sẽ có ngay một hệ vận động bao gồm xương, khớp, sụn rất linh hoạt và dẻo dai, có thể chống chọi đến một áp lực của cuộc sống, từ công việc, từ những vấn đề tâm lý khác. Đây là một món quà cực kỳ hấp dẫn dành tặng cho sức khỏe. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm này quý vị nhé. Hãy nhấc máy lên gọi về cho tổng đài quen thuộc của chúng tôi. Để sở hữu bộ sản phẩm chất lượng, quý vị còn nhận thêm bộ quà tặng bao gồm một hộp nhân sâm nhung hu linh chi và 10 chai hồng sâm nước được nhập khẩu từ Hàn Quốc, trị giá lên đến 290.000 đồng. Nghĩa là chỉ với 990.000 đồng, quý vị đã sở hữu trọn bộ sản phẩm bao gồm 3 hộp viên uống sụn cá mập Bell Shark Cartilage, một hộp viên uống nhân sâm nhung hu linh chi và 10 chai hồng sâm nước được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay sản phẩm này bằng cách gọi điện thoại về tổng đài quen thuộc của chúng tôi 028 710 88 887. Đây là số tổng đài tư vấn miễn phí và quý vị chỉ cần thực hiện cuộc gọi đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc.